Ủy ban Nhân dân huyện An Phú vừa triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo đó, huyện An Phú đề ra mục tiêu thực hiện từ nay đến năm 2030 là 10.050 hecta, trong đó giai đoạn 1 đến năm 2025 tập trung thực hiện ở các xã thị trấn đã tham gia các dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VNSAT, dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, dự án VKB9 với diện tích đạt 2.700 hecta. Đến năm 2030, nhân rộng diện tích dùng dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VNSAT trước đây đạt 10.050 hecta, có ít nhất 6.000 hộ nông dân áp dụng quy trình canh tác bền vững. Triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, An Phú gặp thuận lợi do có diện tích sản xuất lúa lớn trên 30.000 hecta một năm. Nông dân An Phú hầu hết đã hình thành được tập quán sử dụng giống lúa xác nhận trong sản xuất. Bên cạnh sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp vào chuỗi liên kết cũng là một lợi thế để An Phú triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu của đề án. Trường Trung học Phổ thông Chu Giang An, huyện Phú Tân vừa đăng cai tổ chức hội thi tuyên truyền phát triển văn hóa đọc trong trường học cụm trường Trung học Phổ thông huyện Phú Tân năm 2024 đợt 2. Hội thi có 5 đội với nhiều thí sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phú Tân trên địa bàn huyện tham gia. Đợt này, các đội trải qua 3 phần thi, gồm biểu diễn tiểu phẩm mang nội dung tuyên truyền về phát triển văn hóa đọc, thiết kế và trình diễn bộ sưu tập thời trang, có thuyết trình về sản phẩm dự thi và trình bày các gian hàng triển lãm, xếp sách nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, vân vân. Ngoài ra, các đơn vị còn tham gia trưng bày xếp sách nghệ thuật với nhiều mô hình ấn tượng. Trước đó, cũng diễn ra 2 phần tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện sách có hoạt cảnh minh họa, thiết kế và thuyết trình pano tuyên truyền văn hóa đọc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 25 giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích cao trong 4 phần thi. Trong đó, giải nhất phần thi tuyên truyền giới thiệu sách thuộc về trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh, giải nhất phần thi thiết kế pano thuộc về trường Trung học Phổ thông Hòa Lạc, giải nhất phần thi tiểu phẩm thuộc về trường Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông Phú Tân và giải nhất phần thi thiết kế và trình diễn bộ sưu tập thời trang thuộc về trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Thưa quý vị, chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2024 trên địa bàn huyện Chợ Mới đã kết thúc với nhiều phần việc ý nghĩa gắn với công trình thanh niên của sinh viên trường Đại học An Giang và các bạn đoàn viên thanh niên hai xã Kiến Thành và Mỹ An đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân tại địa bàn dân cư. Tham gia chiến dịch tình nguyện năm nay, huyện Chợ Mới đón nhận 26 sinh viên của trường Đại học An Giang. Các sinh viên đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đoàn viên thanh niên ở địa bàn, chung sức hoàn thành nhiều phần việc ý nghĩa, góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, như tổ chức các đội hình tình nguyện ra quân, hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm nay em cũng mong muốn là đóng góp một phần sức trẻ của mình để tạo ra cái sân chơi cho thiếu nhi và cái hoạt động hỗ trợ xã đoàn phát triển nông thôn mới và cái hoạt động an sinh xã hội. Tại xã Mỹ An, 16 sinh viên tình nguyện cùng với xã đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường giao thông nông thôn, vệ sinh và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phát quang khuôn viên trường học, tổ chức lớp học làm người có ích và các lớp ôn tập hè cho thiếu nhi các khối lớp trước thềm năm học mới. Đặc biệt là sân chơi trí tuệ hè cũng được quan tâm tổ chức nhằm trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Lần tham gia chiến dịch lần này của em là lần thứ 3 trong quãng đời sinh viên của em. Còn các bạn là hầu như là lần thứ nhất và lần thứ hai. Sau 3 năm thực hiện chiến dịch mùa hè tình nguyện thì năm nay em cảm thấy là năm tụi em đạt được thành công nhất. Tại vì em đã tích góp được những kinh nghiệm từ 2 năm trước. Cũng như các bạn thì em muốn cống hiến sức trẻ, sức của thanh niên tình nguyện giúp ích cho đất nước ngày càng tươi đẹp, đồng thời giúp cho các em học sinh ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc học cũng như những dự định sắp tới trong tương lai. Ban chỉ đạo chuột hè đã thực sự hỗ trợ của các em rất là nhiệt tình trong quá trình thực hiện cũng như là ra quân thực hiện các chiến dịch trên địa bàn cũng như là phát quang cây xanh, rồi vệ sinh môi trường, như tổ chức các lớp ôn tập hè và tạo một số cái môi trường sân chơi cho các em, như là về tập huấn về lớp kỹ năng sống, và bên cạnh đó thì giúp cho các em học sinh nó có nhiều cái môi trường sân chơi hơn trong sinh hoạt hè này. Khép lại một mùa hè tình nguyện đầy kỷ niệm, chắc hẳn trong mỗi sinh viên tình nguyện đều ấp ủ những dự định tiếp theo trên con đường học tập.
Hy vọng rằng mỗi việc mà các bạn làm đều lan tỏa được sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết đến với cộng đồng, xã hội. Tinh thần xung kích sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến từng thanh niên địa bàn. Cùng nhau xây dựng quê hương.